Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật một số cái mẫu mô tô mới về và một số cái mẫu phân khối lớn cho em tham khảo ha. Dòng mô tô thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật riêng cái vùng phân khối lớn thôi. Còn những cái dòng khác thì mình sẽ hẹn anh em những cái video sau nhé. Đầu video mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh chị em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương nhé. Và số điện thoại thì mình có ghi trên màn hình ha. Anh chị em nào cần thông tin chi tiết hơn về các dòng xe thì cứ liên hệ trực tiếp số Zalo ha. Cửa hàng thì vẫn có hỗ trợ mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp nhé. Trả góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha. Trả trước 30% giá trị xe và ngân hàng hỗ trợ anh em tối đa được 50 triệu anh em nhé. Anh em mà cần thông tin chi tiết hơn, cần tư vấn thêm thì cứ liên hệ trực tiếp nhé. Rồi, đồng hành với mình hôm nay thì cũng có bạn Trọng nha, sẽ cập nhật báo giá của mình nhé. Hello bạn Trọng ha. Chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em với anh Thắng sẽ cập nhật xe mới về trước ha. Sau đó sẽ đi phân khối lớn cho anh chị. Xe mới về đầu tiên thì hôm qua về được thêm chiếc Kawasaki Ninja 400. Chiếc này thì nó là bản 2019 nha anh chị, màu đỏ đen, cực kỳ là đẹp, cứng nhá, cứng xe. Con này rất đẹp. Con này có lên đồ chơi gì không mà chồng? Con này lên mỗi cái bô thôi anh. Lên mỗi cái bô ha. Đuôi zin luôn nha anh chị. Kính zin, đuôi zin, chống đổ chưa lên, chỉ lên cái bô. Lên cái bô còn đâu là zin hết ha. Đúng không? Xe đi chuẩn auto 10.000 km. Chuẩn nha anh chị. Cây. Cầm vỏ trước sau là còn theo xe luôn nhé. Đó. Tem thì tem sơn 3D, rất là đẹp. Ok. Chiếc này thì em để cho anh chị mức giá của nó là 90 triệu. 90 triệu, 90 triệu bao hồ sơ luôn ha. Bao hồ sơ rồi. Góp thì anh chị trả trước cho em tầm 40 triệu là góp được chiếc này nhé. Rồi, ok. Ninja 400 biển Sài Gòn. Và trong này nữa thì em có con Honda. Con cổ điển 400cc của nhà Honda. Con này thì bữa trước thì có anh và anh trai anh cọc rồi nhưng anh không lấy, còn em lôi ra bán. Con này bó cọc thôi ha. Đó. Con này thì nó là in solo này. Con này in là chắc là đổ lại đúng không? Đổ lại. Đổ lại. Đó, lên bình xăng, bình xăng là bình xăng độ luôn. Xăng độ luôn. Với cái cặp phuộc. Phuộc này cũng là phuộc độ luôn. Đồ zin nó còn đủ luôn nha anh chị. Bình rồi. Xăng này, yên này, phuộc này, đồ zin là còn đầy đủ hết. Đấy, đồ zin là còn đủ cho anh em ha. Đúng rồi. Xe này thì từ 1993 rồi, chắc chắn là làm máy rồi. Rồi. Làm okay. Máy nó mới chạy nổi. Không làm chắc không chạy được. 400cc. Máy nổ thì vẫn rất là lực. Đó, chỉ có 80 triệu thôi nha anh chị. 80 triệu, con này có bao hồ sơ? Vẫn bao hồ sơ có sẵn luôn rồi. Hồ sơ có sẵn luôn hả? Anh kia anh cọc để rút hồ sơ mà rút hồ sơ xong rồi. Rồi ok, đó hồ sơ thì có sẵn luôn cho anh em rồi. Giá rất là mềm ha. 80 triệu thôi. 80 thôi. Rồi, hôm nay mình sẽ cập nhật luôn cái dòng phân khối lớn. Phân khối lớn ha, mình sẽ cập nhật mấy chiếc ở ngoài trước này. Ok. Đầu tiên là có cái mẫu Vukovara này. Spyrin 401cc. Nó thì anh em với KTM RC390. Cái cục máy nó mấy cái bộ gấp của nó không khác gì lắm so với KTM. Kiểu dáng thiết kế nha anh chị, đó. Gấp vẫn là gấp mà từ khung sườn đến khung sườn. Cái góc ha. Đúng. Là giống rồi. Giống KTM. Xe của Thụy Điển, Hàn Quốc. Hai chiếc này thì đăng ký đều đời cao cả. Chiếc ở bên ngoài là chiếc biển số 60 Đồng Nai. Xe đăng ký lần đầu năm 2023 đi 13.000 cây. Để cho anh chị là 95 triệu trước đấy nhá. Đó, 95 triệu. Mẫu xe này thì nó có trang bị ABS trước sau luôn ha. ABS trước sau đúng rồi. Phuộc áp xe đao của WF. Ok. Rất là êm. Còn bên trong này còn biển số 79 của Nha Trang, 72 của Vũng Tàu. Xe đăng ký lần đầu năm 2024 luôn. Đấy, 2024. Rất là mới em nhé. 13.000 km. Siêu keng. Con này thì nó đã được thay cặp vỏ trước sau này. Đi cây bộ độ around. Rất là lực nhé. Nó có ga điện nhưng mà nó không có mốt chạy thôi. 95 triệu luôn cho anh chị mình. Hai con này đồng giá 95 hả? Đồng giá 95 luôn, con này sản đồng giá 95 triệu. Rồi. Trên này em còn một cặp CB300. CB300R. 300R, hai con này đăng ký năm 2020 cả luôn. Một cặp luôn. Còn ở bên ngoài là con biển số
Con này biển số 79 của Nha Trang. Đó, xe 2020. Con này đi được có 4.000 km thôi, chuẩn nó đô nha anh chị. 4.700 okay. Chuẩn luôn. Hết xăng mất tiêu. Con này thì hôm nay em đang giảm xuống còn 85 triệu nhá. À, 85 triệu. Từ 88, con này thì 85. Hai con này thì đã thay lên bô rồi nhá. Thay lên bô hết rồi. Bô gì nữa không còn. Rồi. Còn bên trong này con biển số 68 Kiên Giang, nó đi được 7.000 km, 7.300 cây. Đó. 68 Kiên Giang 2020 để cho anh chị là 83 triệu luôn. Đó. Được 83 triệu. 83 triệu. Ok. Đó. Ra ngoài này em có mẫu khá là nhiều anh chị hỏi cái Z300 này. Z3 thì giờ rất là rẻ rồi em ạ. Giá thì siêu mềm. Bây giờ nó còn rẻ hơn cả AR15 M nữa ha. Chỉ có 60 củ thôi. Động cơ hai máy, ABS hai kênh trước sau. Đó. Máy móc thì thi thầm luôn. Thi thầm luôn, 20.000 cây để cho chị là 60 triệu thôi. 60 triệu vẫn bao hồ sơ. Bao hồ sơ. Okay. Loại này ít hư vặt lắm cho nên chị yên tâm chơi nhé. Không phải lo. Dạo này em có luôn con Suzuki ER6N của Kawasaki. Con này đời đầu 2015 á. Con này cục máy của nó giống tựa giống với thằng Vulcan á. Giống Z650 luôn ha. Đúng không? Z650 thì nó đời mới thì nó khác. Rồi. Cục máy nó cải tiến là ABS trước sau. ABS hai trước sau hai kênh, biển số Sài Gòn. Đi 23.000 cây, trước này thì để cho anh chị có 86 triệu thôi. Rồi, 86 triệu. Bô zin rất là hiền. Êm lu luôn. Ok. Bô zin nha anh chị. Hiền. Thì tầm luôn. Rồi. Xong mình cập nhật luôn cái hàng đi bên trong. Hàng trong này luôn nhé. Đầu tiên là có con CBR600R. CBR600R. Con này là 2003, giấy thanh lý hải quan, nhưng mà bao rút hồ sơ về cho anh chị sang tên toàn quốc nhé. Biển gốc đang nó đang ở biển 60 Đồng Nai. Đó, 2003, máy móc thì êm ru luôn. Máy móc rất êm nhá. Chắc là con này 2003 chắc là làm máy lại rồi ha. Chắc chắn là máy rồi. Ok. Là em... máy nhưng mà máy êm. À, nên em đừng có hỏi là ô đồ bao nhiêu là có chơi như thế nào, bao nhiêu không cần. Con này thì để cho chị là 80 triệu nhá. Hiện tại nó còn có 80 thôi. 80 triệu là bao hồ sơ luôn. Bao hồ sơ luôn. Đó. Sang bên này em có con Yamaha R3. Và con này nó là xe 2017. Con này xe 2017 ha. Rồi, con này thì thấy là bô bô zin này, đuôi zin luôn này. Con này zin toàn tập. Biển số 68 của Kiên Giang. Nó để cho chị là 58 triệu chiếc này em. Rồi. 58 triệu đi được 40.000 km. Máy móc kiếm thì thầm rồi. Thì thầm. Con 58 rồi. Chuẩn auto nhá. Rồi. Quá mềm rồi. Sang đây có con Ninja 300. Ninja 300 biển số 66 của Đồng Tháp. Xe 2016 cũng để cho anh chị là 58 luôn. Ninja này thì nó động cơ thì nó thua thằng R3 nhưng mà được cái nó hơn nữa. Cái nó có thêm kênh ABS hai kênh trước sau. Ok. Chạy nó an toàn hơn xíu ha. Chỉ có 58 triệu thôi. Bộ độ ấm. Máy rất là êm luôn em nhé. Thua thằng thua mã lực của thằng R3 nhưng mà được cái nó có ABS cho nên giá nó xếp xếp nhau. 58 triệu. 58 triệu. Sau bên này em có một cặp MT03. MT03 đang sạc pin cặp luôn. Bây giờ cái mẫu này thì cũng giảm rất là rẻ rồi nha mọi người. Siêu rẻ. Con này thì nó là biển số 71 Bến Tre, em đang gửi đi rút hồ sơ rồi. Con này đang rút hồ sơ rồi. Con này lên thêm sạc bình chế độ, nó sạc bình. 2017 để cho anh chị là 60 triệu trước này nhé. 60 triệu. 60 triệu thôi em nhé. Anh em không thích bô zin, không thích bô độ em có thể hỗ trợ đổi với bô zin được nhé. Ok. Đó, sang bên con này. Con này là đăng ký muộn, đăng ký lần đầu năm 2021. Đó, xe này thì nó zin toàn tập, nó lên được con heo này, cặp tay côn tay thắng. Đăng ký lần đầu năm 2021, đăng ký muộn. Đi 15.000 km thôi, để cho anh chị là 65 triệu trước này ha. 15.000 cây có 65 thôi em nhé. Quá dễ chơi rồi. Okay. Sang đây còn 3 chiếc Royal Enfield. Chiếc đầu tiên này là chiếc Classic 500cc. Con này biển số 60 của Đồng Nai. Xe đăng ký lần đầu năm 2021 nha anh chị. Nó đi được 12.000 km. Con này thì đời mới thì nó được trang bị ABS hai kênh trước sau. ABS nha anh chị. Ok. Để bản đời mới luôn ha. Con này đã chống vấn đề được anh em ạ. Anh em thông cảm nhé. Con này thì em để cho anh chị hiện tại là giảm xuống là còn 94 triệu trước này. ABS hai kênh. Mẫu đời mới còn 94 thôi ha. Đúng không? Đời mới. Đây còn mẫu đời cũ đây chỉ còn 80 thôi. Đời mới đây. 80. Hôm nay biển số 61 của Bình Dương, xe đi 6.500 km. Đó. Màu chrome cực kỳ là sáng.
Con này thì để cho anh chị là 80 triệu thôi nhá. Đấy, tuy là đời cũ nhưng mà đi rất ít anh em nhé. Thế dàn chân ốc tán này. Sáng trưng luôn. Sáng trưng luôn. Đấy, 80 triệu thôi anh em. 80 thôi. Sang bên cạnh này, con này nó là biển số 79 của Nha Trang, xe 2018. Con này thì hôm nay em đang giảm cho con nó 70 triệu, đi 7.000 km. Con này là 350 ha. Bullet. Ok. Hết bình mất tiêu. Đấy. Ok. Bullet 350 nhá. 70 triệu thôi anh em nhé. Đấy, xong. Sang đến con bên này. Con này nó là con này em bán rồi. Con này bán là bán quà. Con này là mẫu Classic 350. Rồi ok. Hôm qua anh trai bên Biên Hòa là cọc rồi. Rồi. Đến em có dàn Rebel 300. Rebel 300 hiện tại nó còn 4 chiếc. Chiếc đầu tiên là chiếc biển số 60 của Đồng Nai. Xe thì lên khá là nhiều đồ chơi. Ví dụ như chống đổ đèn này, bô hoặc là yên liền. Con này đi được 15.000 km nhé, chuẩn nó đôi cho anh chị nhé. 15.000 cây. 15.000 cây để cho anh chị có 79 triệu thôi. Rồi, 79 triệu. Sau xe bên cạnh này con này màu đen bóng, biển số Sài Gòn, xe đăng ký lần đầu cũng là 2020 luôn. Cũng lên trang bị thêm được chống đổ, đèn trợ sáng. Vậy thôi, đồ chơi cơ bản nó chỉ có vậy thôi. Con này hôm nay đang giảm xuống còn 82 triệu đi 12.000 km nhé. Ok. Sau xe tiếp theo là biển số 86 của Bình Thuận. Con này thì đi 10.000 km. Chuẩn auto cho anh chị. Chiếc này thì hôm nay bọn em cũng giảm xuống còn 82. Con này thì nó zin toàn tập, chưa lên một món gì cả. Máy thì eco luôn. Okay. Động cơ một máy, nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc luôn. Sau sang đến con này. Con này nó là biển số 64 của Vĩnh Long. Xe đăng ký lần đầu năm 2020, đi 8.000 cây. Chuẩn nha anh chị, 8.000 km nhé. Thay được cái đèn LED rất là sáng này. Okay. Đó, dán keo nguyên xe, lên được cái thùng. Lên được cái thùng sau. Khung chống đổ bự. Chân chống giữa. Bô zin móc. Chiếc này thì để cho chị là 84 triệu. Rồi, 84 thôi em ạ. Sau đây em có con Kawasaki Huracan 650S. Con này đăng ký lần đầu năm 2016. Date của nó cũng là 2016 luôn. Con này thì nó là biển 95 Hậu Giang, đi 9.800 km, chuẩn auto nha anh chị. Rồi. Nó cây bô độ, bô zin nó vẫn còn. Và nó được tặng kèm, anh chị mua xe em sẽ tặng kèm cho anh chị 3 cái thùng VV luôn. Có 3 thùng sau với lại bô zin vẫn còn luôn. Còn đấy. Con này hôm nay còn 130. 130 triệu thôi anh em nhé. Đấy, Huracan 650. 650. Bây giờ em sẽ ra ngoài. Còn bên ngoài thì cũng còn khá là nhiều. Sport trước. Rồi. Ra ngoài này sport đầu tiên là em có con CBR 250RR. Con này là hoa hậu phân khúc, rất là đẹp. Rất là nhiều anh chị hỏi đây rồi. Con này thì đăng ký lần đầu năm 2021 nha anh chị. Biển số 49 của Lâm Đồng. Con này đi 1.409 mấy cây. Mới đi hơn 1.000 cây à? Hơn 1.000 cây, cho là 1.500 cây đi. Đây, cái dàn chân ốc tán này ha. Cho là mới luôn. 1.500 cây nha anh chị. Con này thì có lên thêm cái chống đổ thôi. Đúng rồi. Còn đâu là zin hết. Đồ chơi cơ bản là có chống đổ rồi. Rồi. Con này thì nó được ABS, hai kênh trước sau, phục upside down của Showa, 3 chế độ chạy. Rồi. Và ga điện đầy đủ. Rất là nhiều công nghệ luôn. Chiếc này thì để cho anh chị mức giá là 99 triệu, 1.400 cây. 99 triệu, nó đi hơn 1.000 cây. Có sau này có con CBR 500R. Con này thì nó chưa được nhiều công nghệ như 250. Nó thua cặp phuộc này. Đời mới bây giờ em chưa biết là ra phuộc, chủ nhân ra rồi. Con này đăng ký biển 60 Đồng Nai 2020. Con này thì để cho anh chị là 105 triệu thôi. 105. Nó xem giá với CBR cọp này. Con này đi có hơn 2.000 cây à? Hơn 2.000 cây thôi hả? Đúng rồi. 105 thôi. Bả bô zin đuôi zin luôn này. Zin toàn tập. Cái màu HRC rất là đẹp nhé. ABS trước sau luôn ha. ABS trước sau. Cái đời này nó vẫn thua 250 ở chỗ là nó không có upside down, không có ga điện, không có mốt chạy. Okay. Nhưng mà máy thì chắc chắn là mạnh hơn. Sau bên này có con Ninja 400. Ninja 400 nhé. Con này thì nó là biển 86 Bình Thuận, xe 2019, đi được 28.000 cây, để cho anh chị có 88 củ thôi. Rồi. Con này thì đi được cái bô độ này. Đến cái bô với lại chống đổ. Nó là xài đôi zin luôn. Rồi. Sau bên này em có một cặp Ninja 650. Ninja 650. Còn một cặp luôn, con đầu tiên này con biển số Sài Gòn, xe đăng ký lần đầu năm 2021. Con này nó còn khá là mới. Con này là đời mới luôn rồi nha anh chị. Cương kính là còn đầy đủ, nhưng em tháo ra thôi. 2021 luôn mà đi 14.000 cây để cho chị là 133 triệu. Đời mới là đồng hồ mới luôn. Con này thì bô zin đuôi zin luôn này. Xe dàn áo cực kỳ đẹp luôn em nhé. Đây.
14 ngàn đó hả? 14 ngàn. Rồi. Sao bên này con này? Con này đi ít hơn. Con này đi bao nhiêu ta? À, có đi có 3.000 cây. Con này cũng bán đầy mới luôn hả? Đầy mới luôn, 3.000 cây. Mới luôn. Siêu 3.000 cây. Con này hôm nay em giảm xuống còn có 140 củ thôi. À. Biển số Sài Gòn luôn, hai con này đều biển Sài Gòn cái chị. Anh chị sang tên với động 1% thuế, rất là nhẹ thuế. Rất đẹp nhá. À, bô zin đùi zin luôn này. Có lên chống đổ thôi. Chống đổ thôi ha. Đồ chơi cơ bản. Ok. Rồi, ngoài này thì còn chiếc Z900, Z1000. Z900 này. Đi đầu tiên là Z900. Con này đăng ký lần đầu năm 2019 nha anh chị. Biển Sài Gòn luôn. Biển biển Sài Gòn. Có trang bị chống đổ, led tun bảo vệ. Lên bộ độ là con này thì đồ chơi là lên full luôn rồi ha. Đồ chơi cơ bản là full. Đồ zin nó còn đủ luôn nha anh chị. Rồi. Mọi anh chị yên tâm nhé. Cái này thì hôm nay em đang giảm xuống còn 154 triệu. 154 triệu thôi nha anh chị. 154 triệu anh em nhé. Còn anh chị là muốn rẻ hơn thì trên này. Con này thì nó là biển 61 Bình Dương. 61 luôn. Xe đi 40.000 km rồi. 47.000 nhưng mà chuẩn nó đô luôn. Bao chuẩn nha anh chị. Không tua. Okay. Xe còn rất là cứng và liền. Chủ xe này mới lên được cái tay côn Akosato 3 triệu mấy. Bô zin luôn. Bô zin bô độ chứ bô độ. Bô độ, đùi độ. Con này thì đồ zin nó vẫn còn đủ. Hai chiếc này đồ zin thì còn phải đủ hết. Đồ zin là còn đủ hết cho anh em ha. Con này thì hôm nay rẻ hơn thôi, 140 triệu. Rồi, con này là 140. Sang bên này nữa em có mẫu Kawasaki Z1000. Con này là 2018 bản R Edition. Bản R như thế này thì nó được thêm, bản R nó khác bản thường ở chỗ là nó có cái phục sau là phục Olin. Olin. Nó cặp thắng trước là của Brembo, đĩa trước cũng là của Brembo. Ok. Con này thì chủ xe đi rất là dữ. Con này thì đèn trợ sáng xịn luôn. Đèn trợ sáng với chống đổ thôi. Còn đầu là bô zin, đuôi zin luôn. Đúng rồi. Chủ xe này thiên về zin. Xe đẹp anh em nhé. Bọc keo kín mít luôn con. Tiêu lục keo luôn. Đi có 14.000 cây nhưng mà thấy một mòn cái là chủ xe thay luôn cặp vỏ mới. Đó, anh chị loại được cặp vỏ mới luôn. Chủ xe cũng khá là kỹ ha. Khá là kỹ. Đó, hơi một mòn cái là bánh cặp vỏ mới rồi. Bình thường cái xe phân khối lớn như này thì anh chị đi khoảng gần 20.000, tầm 18-20.000 anh chị có thể thay được. Ok. Bộ zin rất là thiệt. Dù luôn, chiếc này để cho anh chị là 269 triệu. Rồi, 269. Rất là mềm nhé. Ok. Sau đây em có cái mẫu Honda CB500X. Dáng ADV touring. ADV cho anh em nào thích đi tour này. Con này thì hết bài luôn. Con này hình như là chủ xe chắc cũng đi 1-2 tour là cũng đi được 6.900 cây, 7.000 cây thì gọi là chưa 6.942 cây. Chuẩn nó đô luôn ha. Chuẩn luôn, bao luôn. Bỏ lốp trước sau là theo xe luôn. Giày côi luôn. Dòng xe riêng là theo xe chị nhìn là biết. Con này thì nó trang bị full rồi, đồ luôn rồi. Không chống đổ này, trợ lực ô lên, trợ lực xịn nhé. Mạo có đi luôn. Cặp trợ sáng. Về sẵn anh em là bơm thôi, tua thôi. Đấy. Cái bô Arao xịn luôn. À bô Yoshimura xịn. Con này đồ zin nó còn đủ luôn nhá. Nó còn mất cái bô zin chứ có gì đâu. Con này thì để cho anh chị là 145 triệu. 145 triệu cho mẫu CB500X lên full đồ chơi luôn. Sẵn là đi rồi, về đổ xăng là chạy thôi. Okay. Nhớ thì bên em tặng rồi, bản hiểm thay luôn. Sau đây em có mẫu CBR650R. Con này thì nó là xe đăng ký lần đầu năm 2020, biển số Sài Gòn. Xe thì sơn 3D rất là đẹp, trắng xanh đỏ, phối màu khá là đẹp ha. Tiền sơn luôn đó. Tiền sơn luôn. Tiền sơn luôn. Đó, lên tiền sơn, chống đổ lên trợ sáng. Tay côn tay thắng của CRG. Tay côn tay thắng CRG. Đi được 16.000 cây. 16.000. Chuẩn auto luôn. Đó, bộ body đuôi của 1.000, CBR 1.000. Thường thường okay. CBR650 này anh chị nào cũng về cũng là mua 1.000 hết à. Bởi vì cái đuôi zin nó ngắn cục lên đây. Cái bô R9 Superhead. Con này bô cực kỳ rát. Như bô GP luôn. Để cho anh chị là 163 triệu. Đấy, 163 triệu ha. CBR 650R. Sau đây có con CB650. CB650R. Mẫu đèn tròn. Sài Gòn luôn. Con này thì biển Sài Gòn, đi được 18.000 km. Chuẩn nó đô luôn nhé. Xe đăng ký lần đầu năm 2019. Xe là zin chuẩn luôn. Lên được cái khung chống đổ. Lên được bộ khung chống đổ nữa. Hôm nay em mới lột
keo ra. À, bột keo hả? Collagen nó phục vào đầu. Mầm phục với mầm nó cùng màu nhé. Bồ là bồ zin luôn, con này thì zin đẹp. Ok, bồ zin luôn. À, bồ zin luôn. Chỉ có thay ghi đông, bộ ghi đông, tay thắng. Vậy thôi, đấy là cái đèn tun. Trước này thì để cho anh chị là 160 triệu, CB650R, quá là dễ chơi. Ok ha. Thì hôm nay cập nhật một số cái mẫu mô tô mới về và một số cái mẫu phân phối lớn để anh em tham khảo nhé. Trong khi quay mà chưa có quay chi tiết được chiếc nào thì anh em cứ liên hệ trực tiếp số Zalo, cửa hàng sẽ chụp hình quay video kỹ hơn nhé. Đấy. Anh em ở gần thì mình cứ đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Gia Bình Dương để mình xem xe trực tiếp nhé. Và anh em ở xa không đến được thì cửa hàng vẫn hỗ trợ ship xe toàn quốc cho anh em nhé. Đấy, mọi chi tiết thắc mắc thì anh em cứ liên hệ trực tiếp số Zalo, cửa hàng sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em ha. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại anh em cái video sau. Rồi, chào bạn Trọng ha. Chào anh chị và các bạn. Rồi, ok. Còn anh chị em đang xem thì đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông. Sẽ tiếp tục review thêm các dòng xe khác để tham khảo sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ha.